vâng. À, tôi là họ và tên tôi là Hoàng Sâm Măng. À, chức vụ tôi là mục sư, là giáo hòa trưởng của Hà Giang. À, hiện nay tôi rất là cảm ơn Chúa và nhiều, bởi vì chúng tôi là người sắc tộc Mông, được Chúa kêu gọi. Lúc ban đầu là chúng tôi tin Chúa vào năm 1990. Đấy là trong cái thời gian năm 1990 cho đến năm 2005 thì là chúng tôi rất là gặp nhiều khó khăn. Cho nên là lúc đầu thì chúng tôi hội thánh chúng tôi chỉ mới có 7 hộ, 7 gia đình thôi. Đấy, thì vì sau mà số tín đồ thì mới có hơn 30 người. Đấy, sau đó thì từ năm 2005 trở về đây là chúng tôi bắt đầu hội thánh bắt đầu phát triển và số tín đồ bắt đầu tăng dần dần, là số tín đồ là được hiện nay là được 162 người tín đồ nhóm trong cái hội thánh này. Và trong cái hội thánh ấy tôi cũng nói là bởi vì có một số anh chị em đó là trước đây cũng bệnh tật ốm đau rất là nhiều, gia đình hoàn cảnh cũng khó khăn. Thế thì nó cũng đòi hỏi đi chữa bệnh thế này thế kia, nhưng mà chữa bao nhiêu người nó cũng không hỏi. Đấy, cũng có như tôi thấy Chúa đã đến thì là người ta làm chứng lời Chúa, sau đó thì cầu nguyện thì Chúa sẽ chữa lành cho những anh chị em gia đình họ, thế là bây giờ lại rất là khỏe mạnh. Là cảm ơn Chúa và Chúa làm phép lạ cũng chữa lành cho những nhiều những gia đình anh chị em. Và trước đây ví dụ như cái bánh rụng bánh ngô tại đây thì mình chưa biết Chúa ấy, thì là hồi đấy thì người hội thánh tín đồ ở đây rất là khó khăn. Đấy, coi như là trồng lúa không tốt mà trồng ngô không tốt. Đấy, như hồi đấy thì từ năm 90 cho đến năm 2005 thì anh em vẫn rất là đói, trong cái thời gian đó là đói, coi như là không có đủ ăn. Đấy, thì năm 2005 về là Chúa kêu gọi tôi bây giờ là từ ở dưới kia lên đây, là cách đây là 6 cây số. Thì tôi lên đây thì tôi mới nói anh em mấy hộ gia đình đây là chúng ta ký trung tín với Chúa, thờ phượng Chúa và chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa và kêu cầu với Chúa, thì chắc chắn Chúa cho tôi sẽ cho chúng ta là đủ ăn, mà cũng không thể đói được như bây giờ được. Thật ra thì chúng tôi sẽ bắt đầu thành lập hội thánh thì bắt đầu cầu nguyện. Thì năm 2005 bắt đầu là 2005 cho đến 2008 chúng tôi cái cầu nguyện cho đến năm 2008 thì Chúa đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Đây thì Chúa sẽ đáp lời, thì lúc đó thì bây giờ là Chúa đổ phước cho hội thánh tại đây, các hộ gia đình họ mới trồng ngô thì tốt này, bắt đầu là cấy lúa cũng tốt này, thế là làm chứng cho nhiều người ở đây là họ không tin Chúa, là họ mới nói là ô những người mà theo đạo thế tại sao mà trước đây thì họ lúa không tốt nhưng bây giờ sao lúa họ lại tốt như vậy, bây giờ mà họ lại no mà họ lại có thóc có ngô để bán, nhưng bây giờ mình là người không theo đạo mà tại sao bây giờ mình còn thiếu, mình còn đi mua ngô của họ mà đi mua sắn của họ nữa, thì bây giờ làm thế nào đây? Thì họ không thờ không cúng cái gì, họ chỉ nghĩ những ngày chủ nhật họ thờ Chúa của họ thôi, nhưng mà họ đã được Chúa làm cho họ bây giờ giàu có no và ấm như thế này, thì bây giờ chúng ta phải xem thế nào. Đấy, điều đây là một điều mà Chúa sẽ làm phép lạ và Chúa sẽ ban phước cho anh em hội thánh ở đây. Thì từ đó đến đây là hội thánh sẽ bắt đầu là đứng vững trong Chúa và sẽ thờ phượng. Thế này là hội thánh sẽ được trong hàng tuần thờ phượng Chúa thì cũng đều là 60 đến 70 người đến tại hội thánh đây để mà nhóm thờ phượng Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa và để chúng tôi là hết như vậy ạ.